Chào bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Lo 2 TV. Hôm nay Tùng sẽ giải đáp cho bạn 5 câu hỏi liên quan đến máy tính. Nhưng trước tiên, rất mong các bạn ủng hộ kênh YouTube mới của Lo 2 về cuộc sống, du lịch và ẩm thực của Việt Nam. Mình sẽ đặt cái ảnh đây, các bạn bình luận xem cái Tùng thiếu ở kênh này là gì. Chân thành cảm ơn các bạn. Hôm nay chúng ta có 5 câu hỏi chính. Dạo này tổng hợp câu hỏi hơi khó vì những cái câu hỏi các bạn đặt ra thì thường là mình đã làm video cho các bạn rồi. Vì vậy rất mong các bạn có thể tìm kiếm chính cái từ các bạn muốn tìm kiếm trên kênh YouTube của Lô 2 thì các bạn sẽ có ra rất nhiều lời giải đáp cho các bạn. Sau đó không được nữa thì các bạn đặt câu hỏi, mình sẽ tiếp tục giải đáp cho các bạn thêm. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta đó là GTX 750 Ti và 1030 lên chọn cái nào? Nó có hai vế các bạn ạ. Thứ nhất, nếu các bạn chọn về giá tiền thì nó xem với nhau. Hai cái nó xấp xỉ giá với nhau. Có lúc thì là 750 cao hơn và có lúc thì 1030 cao hơn. Nhưng nếu các bạn chọn về thời gian bảo hành thì đại đa số nó là 1030 còn bảo hành chính hãng. Còn nếu các bạn chọn về hiệu năng thì 750 Ti sẽ khỏe hơn 1030. Vậy các bạn thấy này, giá bằng nhau nhưng thời gian bảo hành của 1030 dài hơn nhưng hiệu năng lại thấp hơn. Vì vậy các bạn phải lựa chọn cho cái sự sức mạnh của Vega hay sự an toàn khi sử dụng thì các bạn phải lựa chọn. Các bạn dùng làm gì thì các bạn phải lựa chọn cho mình một quyết định sáng suốt nhất. Cảm ơn các bạn. Chúng ta lại tiếp tục vào câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 của chúng ta là keo MX4 không dùng, đây này, loại này này, không dùng hết để lâu có sợ hết hạn sử dụng không? Thưa các bạn, là cái hạn sử dụng của keo MX4 này nó là 10 năm. Vì vậy các bạn hoàn toàn yên tâm cho quá trình các bạn sử dụng. Nếu 10 năm dùng không hết thì thực sự nếu nói vui thì đó là quan hệ bạn ít. Còn buồn quá thì sang cha cho hàng xóm, buồn nữa thì cha cho người yêu, buồn nữa cho cha cho bạn gái người yêu. Kiểu gì 10 năm cũng hết. Tuổi thọ của nó là 10 năm. Ngoài ra, nhưng các bạn để ý này, giá thành của nó cao vì nó là hàng chất lượng cao. Còn các bạn chơi, các cô, các chị, các bà thích cái loại to các bạn chơi loại này, giá thành loại nhỏ. Còn các bạn chơi loại tin in thì các bạn chơi loại này, giá thành nó rất bé. Vậy câu trả lời của bạn là tuổi thọ của keo MX4 được khoảng hơn 10 năm, hoàn toàn yên tâm cho vấn đề các bạn sử dụng. Chúng ta sang câu hỏi số 3. Anh ơi, cho em hỏi main G31 Asus nâng cấp game CF được không và nâng cấp như nào? G31 chơi CF được. Và mắc cấu hình của G31, các bạn để ý này, mắc cấu hình của G31 đó là các bạn dùng RAM 4GB, CPU E8400 hoặc 8500 hoặc 8600, chơi dòng co đua, co quắc không có giá trị gì đâu ạ. Mấy dòng quy đừng cho vào G31 làm gì, nó phí ra. Cộng với đó là card GTX 650 Ti thì các bạn có thể cân mượt mà game này, cài lại Win cho mình thành Win 764 là được. Câu hỏi số 4. Em có cái main P8H61 chạy bản BIOS 7011 và nhận cạc rời, không nhận cạc rời, nâng cấp BIOS như thế nào để cho nhận? Cái này nó có hai vế, các bạn nghe kỹ. Vế thứ nhất, nâng cấp BIOS có hai kiểu để nâng cấp. Một, đó là các bạn chạy trên nền Windows. Thì khi lấy BIOS ở trang chủ của Asus thì các bạn cứ chọn sơ cua cho mình bản thấp nhất, không được chuyển sang bản dài nhất, cao nhất. Vậy không được nữa, bạn mang ra thợ. Bạn hình dung ra ý tưởng gì ạ? Khi một người mà muốn nâng cấp BIOS để sửa một cái lỗi gì đó, nó sẽ có hai phạm chủ: lấy cho mình bản thấp nhất và lấy cho mình bản thấp nhất. Cao nhất và thấp nhất là ok. Còn cái lỗi mà không nhận cạc Vega ấy, không chắc là do BIOS, nó có thể là do chính cái main board của bạn đang bị lỗi cái phần đưa ra tín hiệu nhận dạng cạc Vega. Cái này chân thành các bạn mang ra thợ. Vậy là chúng ta đã có cái câu hỏi, câu trả lời cho câu hỏi số 4: thấp nhất, cao nhất và mang ra thợ. Chúng ta sang câu hỏi cuối cùng, đó là câu hỏi số 5. Các bạn đợi để mình đi lấy hàng. VRAM cạc có thể thay thế và sửa chữa hay không? Đây này các bạn này, VRAM chính là cái này này, chính là cái dung lượng RAM ở trên cạc. Cái này hoàn toàn có thể sửa chữa và thay thế được. Và tỷ lệ xác suất nối lại rất thấp. Đây các bạn này. Đó. Vậy là chúng ta đã cùng nhau và đồng hành hết 5 câu hỏi của ngày hôm nay.
Cảm ơn các bạn, chân thành cảm ơn các bạn đã bỏ một chút thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Loai và chia sẻ video này đến cộng đồng. Và các bạn nhớ là bình luận ở dưới và cho Tùng thêm nhiều câu hỏi để Tùng có thể phục sự các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.